Theo đó, vào lúc 11 giờ 16 phút ngày 26 tháng 7, máy bay Su-22U số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân thực hiện bay huấn luyện thì mất liên lạc và rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Sau cú đâm mạnh vào núi đá, chiếc Su-22U bị vỡ vụn. Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh. Được biết, hai phi công đã hy sinh là Trung tá Khuất Mạnh Chí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng sinh năm 1978, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, và Thượng tá Phạm Giang Nam, chủ nhiệm bay Trung đoàn 921, sinh năm 1972, trú Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình. Đang ăn cơm xong thì nghe một tiếng nổ, cái nổ to, nó là nghĩ là máy bay thả hò tập rồi hò thả bóng ạ. Nhưng mà ra nhìn thì thằng Thuấn thì thấy khỏi một vùng khỏi đến chạy đến nơi á, chạy tầm khoảng 10 phút cái nữa máy bay mới rớt. Nói chung khai chạy xong rồi, hiện tại là khi nó chạy xong rồi mà khỏi đến máy bay rớt rồi mà khỏi một vùng trên trời là chạy mai. Lên trên nó thấy là máy bay thực tế là bị rớt đó, là dân chúng tôi tìm phi công nhưng mà cũng không tìm thấy phi công. Sau khi xảy ra vụ việc, Quân chủng Phòng không Không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả. Hiện cảnh sát dân quân đã phong tỏa toàn bộ lối vào hiện trường máy bay rơi từ khoảng cách hơn 4 km. Mọi phương tiện đều được yêu cầu chuyển hướng. Thưa quý vị và các bạn, phía ngay sau chúng tôi đây chính là hiện trường của vụ rơi chiếc máy bay quân đội Su-22U. Ngay sau khi nhận được thông tin thì lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa các cái lối vào nơi xảy ra vụ rơi máy bay, và công tác triển khai tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay cũng như là thi thể của hai phi công đã được bắt đầu. Và bên cạnh đó thì các lực lượng chức năng cũng đang tích cực để tìm kiếm hộp đen nhằm giải mã nguyên nhân vụ tai nạn.